dài và to là chưa đủ, lại còn tích hợp đầy đủ thông tin mà lái xe cần ngay tại màn hình chính mà giá chỉ có 12,8 triệu. Tin được không? Tin được chứ. Giới thiệu đến các bạn màn hình Android 12,3 inch IK Eleview Q5 Basic với giao diện Eligo Smart nhìn cực kỳ đẹp. Bố cục các widget chia thông tin rất rõ ràng. Vị trí trung tâm to nhất là widget bản đồ dẫn đường Google Maps. Có thể sử dụng full tính năng của Google Maps trên widget như là zoom in, zoom out. Như các bạn đã biết, Google Maps dẫn đường rất chính xác. Và mình đặc biệt thích tính năng là cảnh báo tắc đường, rất là tiện. Tuy nhiên, ở Việt Nam Google Maps lại thiếu đi cảnh báo tốc độ. Thì đây, đã có IK G-Speed cảnh báo tốc độ giới hạn. G-Speed của IK là một phần mềm cảnh báo tốc độ dùng chung với Google Maps được IK phát triển riêng, có độ chính xác tương đối cao mặc dù vừa mới ra mắt. Trên widget có các bong bóng hiển thị thông số rất rõ ràng. Ở đây là hiển thị tốc độ giới hạn trên cung đường của mình đang chạy. Bong bóng bên trái là hiển thị tốc độ thực tế của xe. Và khi chúng ta đi trên các cung đường khác thì sẽ có hiển thị bong bóng tốc độ giới hạn phía trước. Google Maps đây, G-Speed đây, ngay tại màn hình chính của Q5 Basic chắc chắn sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn khi di chuyển trên những cung đường lạ. Lốp là một bộ phận rất quan trọng. Và lốp non hay xịt, bạn có biết không? Bạn sẽ biết khi bạn lắp Eleview Q5 Basic. Chỉ cần nổ máy lên, widget Absolute hiển thị rất rõ ràng nhiệt độ và Absolute của 4 bánh. Từ đó giúp bạn chủ động hơn trước và trong mỗi chuyến đi. Nếu các bạn không lắp cảm biến Absolute IK, có thể chuyển sang tab thời tiết bằng cách click 2 lần vào đây. Hoặc click 2 lần để thêm ứng dụng khác vào đây. Và cuối cùng là widget nghe nhạc không quảng cáo IK Entertainment. Các tab được chia rất rõ ràng và hợp lý, phù hợp với từng sở thích của mỗi người. Và đặc biệt là bạn sẽ không bị làm phiền bởi quảng cáo. Như cá nhân mình thấy thì những thông tin hiển thị trên màn hình Q5 Basic là những thông tin cần thiết và đầy đủ nhất trước mỗi chuyến đi. Về phần cứng, IK trang bị cho Q5 Basic một cấu hình mạnh với 4GB và 32GB bộ nhớ trong, kết hợp với hệ điều hành Android 12 đầu tiên trên thị trường. Với màn hình 12,3 inch siêu nét, kết hợp với bộ chỉnh âm DSP chuyên biệt mang đến chất lượng hình ảnh và âm thanh đỉnh cao. Chúng ta có thể dẫn đường và nghe nhạc bằng điều khiển giọng nói với một nút bấm với IKV. Nghe nhạc Mỹ Tâm. Đang mở nhạc Mỹ Tâm. Sản phẩm bảo hành 3 năm và 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Mua sản phẩm ngay hôm nay để nhận gói quà tặng trị giá 6.320.000 đồng. Còn chần chờ gì nữa, liên hệ ngay với hotline và website để nhận tư vấn về sản phẩm.